chào tất cả các em. Hôm nay trong chương trình ngữ văn lớp 6, cô cùng đồng hành với các em với mảng thơ hiện đại Việt Nam. Các em thân mến, Bác Hồ vị lãnh tụ vĩ đại, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, mỗi khi nhắc đến người là ai ai trong chúng ta cũng có chung một niềm xúc động nghẹn ngào bởi những cử chỉ, những việc làm của Bác dành cho nhân dân, cho đất nước. Để hiểu hơn về người, chúng ta sẽ tìm hiểu bài thơ Đêm nay Bác không ngủ của tác giả Minh Huệ. Đối với bài thơ này, cô sẽ cung cấp những cái đơn vị kiến thức như sau. Một, lớn tìm hiểu chung. Hai, tìm hiểu chi tiết. Trong phần này có hai mục. Một nhỏ tâm trạng tình cảm của anh đội viên đối với Bác. Hai, hình ảnh Bác trong một đêm không ngủ. Và ba lớn là phần luyện tập. Chúng ta cùng đi tìm hiểu bài thơ Một lớn tìm hiểu chung. Trong sách giáo khoa đã cung cấp cho chúng ta những thông tin về tác giả Minh Huệ. Minh Huệ sinh năm 1927, mất năm 2003. Tên khai sinh là Nguyễn Đức Thái, quê ở Nghệ An. Tác phẩm Hoàn cảnh ra đời, bài thơ dựa trên sự kiện có thật trong chiến dịch biên giới cuối năm 1950. Bác Hồ trực tiếp ra mặt trận theo dõi và chỉ huy cuộc chiến đấu của bộ đội và nhân dân ta. Đây là hình ảnh Bác Hồ trong chiến dịch biên giới năm 1950. Minh Huệ viết lại dựa trên câu chuyện có thật do người bạn vệ quốc quân kể lại khi chứng kiến Bác không ngủ trên đường đi chiến dịch biên giới năm 1950. B là chúng ta giải thích cái từ khó trong phần chú thích sách giáo khoa trang 66. Để giải thích từ khó, các em nối cột cho cô. Cô có 5 từ và chúng ta nối cột. Thì ở đây, sau khi nối cột, chúng ta sẽ được các cái từ ngữ như sau. Ví dụ như đội viên thì là người chiến sĩ quân đội, cách gọi thường dùng trong kháng chiến chống Pháp. Hay là trầm ngâm là cái dáng vẻ lặng lẽ suy nghĩ một điều gì đó. Đây là dáng vẻ của Bác Hồ. Một lát chúng ta sẽ phân tích trong bài thơ. Hay là nằng nặc, đó là đòi một mực cho kỳ được. Và trong sách giáo khoa còn nhiều từ khác nữa. Chúng ta ở nhà chúng ta dở sách giáo khoa và chúng ta hiểu thêm. C là thể thơ. Ở đây là thể thơ ngũ ngôn, hay còn gọi là thơ năm chữ. Điều này các em sẽ được thầy cô ở trên lớp mình giải thích rõ hơn về thể thơ này. D, phương thức biểu đạt. Là phương thức biểu cảm kết hợp với tự sự và miêu tả. 3, đọc bài thơ. Trước khi đọc bài thơ, cô sẽ hướng dẫn cách đọc cho các em. 9 khổ thơ đầu chúng ta sẽ đọc với nhịp chậm và giọng thấp. 6 khổ tiếp theo chúng ta đọc với nhịp nhanh hơn và giọng cao hơn. Khổ cuối cùng chúng ta đọc giọng chậm, mạnh mẽ để khẳng định như một chân lý. Và chúng ta cùng nghe cô đọc mẫu vài khổ thơ và còn lại chúng ta về ở nhà chúng ta tự đọc. Anh đội viên thức dậy, thấy trời khuya lắm rồi, mà sao Bác vẫn ngồi, đêm nay Bác không ngủ. Lặng yên bên bếp lửa, vẻ mặt Bác trầm ngâm. Ngoài trời mưa lâm thâm, mái lều tranh sơ xác. Anh đội viên nhìn Bác, càng nhìn lại càng thương. Người cha mái tóc bạc, đốt lửa cho anh nằm. Rồi Bác đi rém chăn, từng người một. Sợ cháu mình giật thột, Bác nhón chân nhẹ nhàng. Anh đội viên mơ màng, như nằm trong giấc mộng. Bóng Bác cao lồng lộng, ấm hơn ngọn lửa hồng. Thổn thức cả nỗi lòng, thầm thì anh hỏi nhỏ. Bác ơi, Bác chưa ngủ, Bác có lành lắm không? Chú cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc. Vâng lời anh nhắm mắt, nhưng bụng vẫn bồn chồn.
không biết nói gì hơn. Anh nằm lo bác ốm, lòng anh cứ bề bộn vì bác vẫn thức hoài. Chiến dịch hãy còn dài, rừng lắm dốc lắm ổ. Phần còn lại các em về nhà tiếp tục đọc diễn cảm bài thơ cho cô. Lưu ý, khi tiếp cận một cái tác phẩm thơ, chúng ta sẽ khai thác từ nghệ thuật toát ra nội dung. Bởi vì các em là học sinh lớp 6, các em đầu cấp, có thể ở tiểu học các em đã được tiếp cận với nhiều bài thơ, nhưng cái cách học ở trên cấp trung học cơ sở, cô sẽ hướng dẫn cho các em. Nghệ thuật là gì? Là các biện pháp tu từ, có thể là so sánh, có thể là nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ mà các em đã được học ở phần tiếng Việt. Rồi hay là các cái từ loại như danh từ, động từ, tính từ, hoặc là các loại từ như là từ ghép, từ lấy. Tác giả đã sử dụng những cái biện pháp tu từ đó, những cái từ loại, loại từ đó tạo nên cái hay, cái đặc sắc cho tác phẩm của mình. Như vậy thì trong nội dung cô sẽ lần lượt hướng dẫn các em kỹ hơn. Hai, chúng ta đi tìm hiểu chi tiết. Bài thơ có hai nhân vật. Câu chuyện được hiện lên bằng cái nhìn và tâm trạng của người chiến sĩ. Việc sáng tạo hình tượng anh đội viên vừa là người chứng kiến, lại vừa là người tham gia vào câu chuyện đã làm cho hình tượng của Bác Hồ được hiện ra một cách tự nhiên, khách quan và gần gũi, ấm áp hơn. Như vậy, chúng ta sẽ đi tìm hiểu mục 1, tâm trạng, tình cảm của anh đội viên đối với Bác. Ở lần thứ nhất thức dậy, chúng ta chú ý ở khổ thơ đầu cho cô. Anh đội viên thức dậy, thấy trời khuya lắm rồi, mà sao Bác vẫn ngồi, đêm nay Bác không ngủ. Ở lần thức dậy đầu tiên này, tâm trạng của anh là sự ngạc nhiên, băn khoăn. Thông qua hai cái từ ngữ, cô gạch chân, khuya lắm rồi, khuya, nhưng lại là khuya lắm rồi, có nghĩa là rất khuya. Và mà sao là sự băn khoăn, sự ngạc nhiên, không biết vì sao Bác ngồi đó, Bác không ngủ. Đó là cái tâm trạng của anh đội viên. Thấy Bác chưa ngủ, anh đội viên nhìn và dõi theo những cử chỉ, những hành động của người. Chúng ta chú ý các cái câu thơ sau. Cô cũng sẽ phân tích những cái yếu tố nghệ thuật để toát ra những cái nội dung trong cái lần thức dạy đầu tiên của anh. Từ cái sự ngạc nhiên đến xúc động khi hiểu Bác vẫn ngồi đó để đốt lửa sưởi ấm cho các anh, để dém chăn cho các anh ngủ, thì anh đội viên càng nhìn lại càng thương. Từ càng ở đây là điệp từ, mai mốt các em sẽ học trong chương trình lớp 7, cô hướng dẫn để các em hiểu dần dần. Lặp lại hai lần để nhấn mạnh tình thương tăng cấp. Anh nhìn Bác bao nhiêu thì anh lại thương Bác bấy nhiêu. Xúc động lớn hơn khi anh chứng kiến cảnh Bác đi dém chăn. Để rồi trong cái trạng thái mơ màng, anh cảm nhận được sự lớn lao nhưng lại rất gần gũi của người. Bác lớn lao lắm nhưng Bác lại làm những cái công việc rất là nhỏ. Đó là Bác chăm sóc cho các anh, Bác nhóm lửa cho các anh sưởi ấm, Bác dém chăn cho các anh ấm hơn. Vừa gần gũi, vừa lớn lao lại vừa rất gần gũi. Bóng Bác cao lồng lộng, ấm hơn ngọn lửa hồng. Trong hai câu thơ này, tác giả đã sử dụng hai biện pháp tu từ, so sánh và ẩn dụ. Bóng Bác còn ấm hơn cả ngọn lửa thực tại. Ẩn dụ để thấy được rằng ngọn lửa thực tại chỉ sưởi ấm được da thịt các anh, nhưng bóng Bác, tình yêu thương, sự chăm chút của Bác dành cho các anh thì sưởi ấm cả tâm hồn các anh. Với phép ẩn dụ và so sánh đó thì chúng ta thấy tình cảm thân thiết, ngưỡng mộ của anh đối với Bác. Thổn thức cả nỗi lòng, thầm thì anh hỏi nhỏ. Ở đây anh thổn thức trong lòng và rồi
Anh thầm thì, anh hỏi bác xúc động thốt lên những câu hỏi thầm thì đầy tin yêu và lo lắng. Anh hỏi cái gì? Bác ơi, bác chưa ngủ, bác có lành lắm không? À và anh nằm lo bác ốm. Quả thật, với cái từ ngữ như thế này, với cái sự lo lắng như thế này, chúng ta có thể hiểu được như tình cảm của người con dành cho cha ruột của mình. Đó là cái lần thức dậy thứ nhất. Bây giờ chúng ta chuyển sang lần thức dậy thứ ba. Trong bài thơ thì tác giả chỉ nói đến lần thức dậy thứ nhất và lần thức dậy thứ ba. Vậy có lần thức dậy thứ hai không? Cô xin trả lời, có lần thức dậy thứ hai đó. Bởi vì trong đêm đó anh đội viên đã thức dậy nhiều lần, nhưng tác giả không muốn lặp lại một cách nhàm chán, để chỉ cần hai lần thôi để so sánh thấy cái sự khác biệt. Như vậy thì lần thứ hai có nhưng không cần thiết để đưa vào. Lần thứ ba, đây là những câu thơ. Chúng ta chú ý, anh hốt hoảng giật mình, anh vội vàng nặng nặc, vân vân. Vậy thì ở lần thứ ba này, nếu như lần đầu tiên anh ngạc nhiên, anh xúc động, thì ở lần thứ ba tác giả sử dụng một cái hệ thống từ lấy. Anh hốt hoảng, hốt hoảng thì ở đây là bất ngờ đến mức hoảng sợ. Vì sao anh hốt hoảng như vậy? Vì bác vẫn chưa ngủ. Bác chưa ngủ. Nếu hồi nãy khuya lắm rồi, ở lần thứ nhất bác chưa ngủ, thế mà lần thứ ba anh thức dậy và bác cũng vẫn chưa ngủ. Anh hốt hoảng, giật mình. Để rồi anh vội vàng nằng nặc. Nằng nặc ở đây là gì? Một mực đòi cho kỳ được. Anh nằng nặc như thế nào? Mời bác ngủ, bác ơi, trời sắp sáng mất rồi. Bác ơi, mời bác ngủ. Thực ra đây chính là đảo trật tự ngôn ngữ, lặp lại cụm từ mời bác ngủ bác ơi, để nhấn mạnh nỗi thiết tha, lo lắng, mong mỏi đến vô cùng. Bác ngủ. Vì sao vậy? Trời sắp sáng mất rồi bác ơi. Nếu như khuya lắm rồi bác chưa ngủ, mà giờ này trời sắp sáng rồi, anh lo lắng cho bác lắm. Vậy thì một lần nữa cô khẳng định, đây là tình cảm của người con dành cho cha mình. Vậy thì bác Hồ, cái sự quan tâm, sự yêu thương, sự chăm chút của bác dành cho các anh khiến cho các anh cảm nhận được ấm áp như cha đẻ của mình. Cho nên các anh chăm lo, các anh lo lắng cho bác nhiều lắm. Anh đội viên nhìn bác nhìn ngọn lửa hồng, lòng vui sướng mênh mông, anh thức luôn cùng bác. Lần này anh không đi ngủ nữa, anh nhìn bác. Bác nhìn ngọn lửa. Vì sao vậy? Vì anh đã hiểu được bác thức không chỉ để rém chăn, không chỉ để đốt lửa cho các anh sưởi ấm, mà bác thức để lo cho dân công, bác thức để lo cho việc nước. Cho nên anh nhìn bác. Bác nhìn ngọn lửa hồng. Anh đã được bác truyền hơi ấm, truyền suy nghĩ, truyền tình cảm. Và giống như lời thơ của nhà thơ Tố Hữu có viết: ta bên người, người tỏa sáng trong ta, ta bỗng lớn ở bên người một chút. Rõ ràng ở bên bác, anh đã lớn lên rất nhiều, anh đã trưởng thành rất nhiều về nhận thức. Không chỉ là những việc nhỏ mà bác thức là để lo cho việc lớn. Anh muốn đồng cảm, anh muốn chia sẻ với bác một chút. Niềm vui sướng mênh mông, anh thức luôn cùng bác. Vậy thì lần thứ ba thức dậy và lần thứ nhất thức dậy có sự khác biệt rõ ràng chưa các em? Đó, từ chỗ ngạc nhiên xúc động cho đến chỗ hốt hoảng giật mình, lo lắng nài nỉ, mong bác ngủ. Qua diễn biến tâm trạng của anh đội viên, em cảm nhận được tình cảm của anh dành cho bác như thế nào? Câu hỏi này cô chốt cái mục một cho các em. Đây chính là lòng kính yêu, biết ơn, niềm hạnh phúc được nhận được tình yêu thương, sự chăm sóc của bác, niềm tự hào về vị lãnh tụ vĩ đại và bình dị. Tình cảm của anh đội viên cũng là tình cảm của nhân dân đối với bác như con đối với cha. Tác giả dùng dấu ba chấm thay cho lần thức dậy thứ hai, chỉ kể hai lần mới nổi bật được cái tâm tư, tình cảm
của anh đội viên đối với bác cũng như việc làm của bác đối với chiến sĩ và nhân dân, ý thơ sẽ tập trung hơn ở phần thứ lần thứ ba thức dậy. Cô trò chúng ta sẽ chuyển qua phần 2, hình ảnh bác trong một đêm không ngủ. Có những câu thơ như sau: bóng bác cao lồng lộng ấm hơn ngọn lửa hồng, lặng in bên bếp lửa vẻ mặt bác trầm ngâm, ngoài trời mưa lâm thâm, mái lều tranh sơ xác, vân vân. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái mục thứ nhất, đó là hoàn cảnh của một cái đêm không ngủ của bác. Đêm khuya, trời mưa lâm thâm, mái lều tranh thì sơ xác. Đây chính là những khó khăn, thiếu thốn của bộ đội, của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Hình dáng và tư thế của bác Hồ. Ở lần thứ nhất, bác trầm ngâm. Ở lần thứ hai, bác vẫn ngồi đinh ninh, chòm râu im phăng phắc. Đây là hàng loạt những từ lấy để diễn tả được hình dáng, tư thế của bác. Và không chỉ là lấy mà là lấy tượng hình, gợi cái hình ảnh bác được cụ thể, chân thực và sinh động hơn. Phép so sánh bóng bác cao lồng lộng ấm hơn ngọn lửa hồng một lần nữa, muốn khẳng định sự vĩ đại gần gũi. Hình ảnh của bác vừa gần gũi thân thiết lại vừa cao cả thiêng liêng. C, đó là cử chỉ và hành động của người. Bác có những cử chỉ và hành động như sau: đốt lửa, dém chăn, từng người một. Và bác nhón chân nhẹ nhàng. Các cụm động từ như đốt lửa, rồi nhón chân, rồi dém chăn thể hiện sự lo lắng ân cần, chăm chút yêu thương. Phép ẩn dụ gợi cái hình ảnh bác gần gũi thân thiết như người cha. Và đặc biệt là cụm động từ đó thì gợi cái sự chăm sóc chu đáo, tỉ mỉ, ân cần cho bác. Ở đây có hai cái từ ngữ, đó là điệp từ từng người một, bác chăm chút, tỉ mỉ đến mức chi tiết, từng người một. D, đó là lời nói của bác trong đêm không ngủ. Chú cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc. Bác thương đoàn dân công, đêm nay ngủ ngoài rừng, vân vân. Mong trời sáng mau mau. Vậy thì những cái lời nói của bác, cách xưng hô của bác gần gũi, thân mật, giản dị, chân thành, tha thiết, đằm thắm. Ở lần thứ nhất, bác chỉ có nói chú cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc. Thì ở lần thứ ba, bác nói nhiều hơn. Bác thương đoàn dân công, đêm nay ngủ ngoài rừng, rải lá cây làm chiếu, manh áo phủ làm chăn. Trời thì mưa lâm thâm, làm sao cho khải ướt, càng thương càng nóng ruột, mong trời sáng mau mau. Số lượng câu thơ nhiều lên gấp nhiều lần. Như vậy bác muốn chia sẻ với anh, bác muốn san sẻ với anh chiến sĩ cái lý do, cái nguyên nhân vì sao bác thức đến trời gần sáng như vậy. Bác ơi, tim bác mênh mông quá, ôm cả non sông mọi kiếp người, bác lo nhiều lắm. Ở đây, cô khái quát lại hình dáng, tư thế, cử chỉ, hành động và lời nói của bác, khắc họa hình tượng bác Hồ thật giản dị, gần gũi mà lại thân thương, ngợi ca cái tình yêu thương bao la, sâu nặng, sự chăm lo ân cần chu đáo của bác đối với chiến sĩ và nhân dân. Như vậy, tình cảm này như người cha đối với đàn con thân yêu của mình. Ý nghĩa của khổ thơ cuối: đêm nay bác ngồi đó, đêm nay bác không ngủ, vì một lẽ thường tình, bác là Hồ Chí Minh. Chúng ta chú ý để cảm nhận cái khổ thơ cuối này. Cái đêm không ngủ được miêu tả trong bài thơ đêm nay được lặp lại hai lần, nhưng nó là một trong vô vàn những đêm không ngủ của bác, chứ không phải là một đêm không ngủ. Nếu sau này các em được học một số cái bài thơ, các em sẽ biết
Trong cái bài thơ Cảnh khuya, cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Và đến bài này bác cũng chưa ngủ, vân vân. Đó. Việc bác không ngủ vì lo việc nước và thương bộ đội, dân công, đồng bào chỉ là một lẽ thường tình của cuộc đời bác. Đó chính là lẽ sống, là nâng niu tất cả chỉ quên mình của bác, mà mọi người dân Việt Nam đều thấu hiểu, đều cảm nhận. Bác là Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ của dân tộc, người cha thân yêu của quân đội và nhân dân Việt Nam. Đây là một lẽ thường tình. Bác có lẽ đây chỉ là một đêm trong vô vàn những đêm Bác Hồ vĩ đại của chúng ta không ngủ. Thương bác lắm. Chúng ta đi phần tổng kết. Đối với nghệ thuật thì bằng thể thơ năm chữ kết hợp tự sự miêu tả và biểu cảm đặc sắc, lời thơ giản dị, tình cảm tự nhiên, chân thành mà cảm động, nhiều từ lấy, gợi hình và biểu cảm. Nội dung bài thơ thể hiện tấm lòng yêu thương bao la của Bác Hồ đối với bộ đội và nhân dân, tình cảm yêu kính, cảm phục của bộ đội, của nhân dân đối với Bác. Đó cũng là cái phần ghi nhớ trong sách giáo khoa, chúng ta có thể đọc kỹ hơn ở nhà. 4 la mã là phần luyện tập. Thì ở đây cô yêu cầu 2 mục. Thứ nhất, các em học thuộc lòng bài thơ và tập đọc diễn cảm bài thơ. Cô cũng đã đọc mẫu rồi, cô đã hướng dẫn cách đọc rồi. Thì các em ở nhà cầm sách và một mình ngồi trong góc học tập, mình đọc diễn cảm lại bài thơ. Đọc nhiều lần thì các em sẽ thuộc. 2, dựa theo bài thơ Đêm nay Bác không ngủ của Minh Huệ, em hãy viết bài văn ngắn bằng lời của người chiến sĩ kể về kỷ niệm một đêm được ở bên Bác Hồ khi đi chiến dịch. Các em chú ý bài tập 2 này này, là chúng ta dựa theo bài thơ này và hãy viết bài văn ngắn bằng lời của người chiến sĩ. Đó, là cái vai, cái lời của anh chiến sĩ kể lại một đêm được ở bên Bác Hồ khi đi chiến dịch. Sau khi các em đã hiểu bài thơ rồi, với vai vào vai chiến sĩ thì các em sẽ kể lại được một đêm không ngủ của Bác khi ở gần Bác. Ở đây thì ở lớp 6 các em cũng đã học cái thể văn kể chuyện rồi. Các em kể và sau khi các em làm xong cái bài 2 này thì các em sẽ đem quyển vở bài tập đến lớp để cho thầy cô của các em kiểm tra lại. Các em thân mến, cô đồng hành với các em với mảng thơ hiện đại Việt Nam và cô đã khai thác xong bài thơ Đêm nay Bác không ngủ. Chào, tạm biệt các em, chúc các em học tốt.